Sáng nay, triều cường tại thành phố Cần Thơ đã ghi nhận đạt mức báo động 3. Tình trạng triều cường lên cao đã gây ảnh hưởng đến một số khu vực ven sông và vùng trũng, làm ngập úng một số tuyến đường và khu dân cư. Các tuyến đường lớn như Cách mạng tháng 8, Lê Hồng Phong, Bùi Hữu Nghĩa và khu vực chợ Bình Thủy, quận Bình Thủy bị ngập sâu. Nhiều nhà dân sống ở khu vực ngập phải chặn nước vào nhà, cho chạy máy bơm nước để bảo vệ tài sản. Triều cường xuất hiện vào giờ cao điểm sáng cũng làm cho tình hình giao thông tại nhiều tuyến đường gặp khó khăn. Theo dự báo, trên địa bàn thành phố Cần Thơ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to và có khả năng xuất hiện cùng lúc triều cường đạt đỉnh. Do đó, nhiều khu vực trũng thấp được dự báo tiếp tục bị ngập sâu. Người dân cần theo dõi thông tin thời tiết và thực hiện các biện pháp phòng tránh cần thiết. Những năm trước, thủy triều mưa lớn thường khiến cho một số diện tích cây ăn trái trên địa bàn tỉnh bị ngập cục bộ, gây thiệt hại cho người dân. Để chủ động ứng phó thì năm nay, khi nước đầu nguồn lên nhanh, thời tiết cực đoan, người nông dân đã áp dụng nhiều biện pháp theo khuyến cáo của ngành chuyên môn. Ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp. Bên cạnh các trạm bơm công suất lớn, thì Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thống Nhất ở huyện Thanh Bình còn bổ sung thêm cái máy nhỏ như thế này. Mục đích là kịp thời bơm rút nước, hạn chế khả năng ngập cục bộ cho hơn 1.000 hectare đất sản xuất nông nghiệp. Trong đó có 170 hectare trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao như xoài, mít, sầu riêng. Khép kính đè bao, rồi chuẩn bị là máy móc, chủ lực đầy đủ. Mà tình hình mưa gió bất bên hiện nay là thấy rất là khó khăn, không biết sự cố xảy như thế nào. Mình cũng phải bổ sung thêm một vài năm ba cái máy nhỏ nhỏ để đảm bảo cho mấy cái vườn nhỏ nhỏ đó để rút kịp thời. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Tháp, trong những ngày qua, mực nước đầu nguồn của tỉnh lên khá nhanh. Khu vực nội đồng Tháp 10, khu vực phía Nam cũng lên từ 3 đến 10cm nước mỗi ngày. Trước tình hình mưa bão phức tạp, nguy cơ ngập cục bộ do triều cường kết hợp mưa nhiều, cơ quan chuyên môn đề nghị các hợp tác xã, người dân và địa phương chủ động ứng phó, trong đó có các diện tích cây ăn trái. Sắp tới và trong tháng 10, kể cả tháng 11 thì cũng triều cường rất cao nên là cũng phải chú ý theo dõi các bản tin. Dự báo thủy văn, dự báo thì năm nay cái chiều cường nó sẽ cao hơn năm rồi khoảng một tấc hoặc hơn một tấc, thì nói chung là mình nên căn cứ có cái đỉnh của chiều cường của năm 2023 thì là mình xác định những cái nó thấy sung yếu phải ra cố ngay. Đồng Tháp có diện tích cây ăn trái các loại gần 44.000 hecta, tập trung chủ yếu ở các huyện Cao Lãnh, La Dung, Châu Thành, Thanh Bình, Tháp 10, Lấp Giò và thành phố Cao Lãnh. Vài năm gần đây, một số nơi từng xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ, gây thiệt hại khó bù đắp. Tình hình thời tiết khó lường, ngoài sự quan tâm của các cấp, các ngành và địa phương, thì các hợp tác xã, người dân cần chủ động ứng phó.